Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiến Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu các một em siêu phẩm mới về bên em, đến từ thương hiệu Daiso. Một trong những thương hiệu đến từ Ý và cao cấp. Trước đây em chưa về mẫu nào cao cấp dòng Daiso, được trang bị với cả đút rất là khủng đó nhá. Full carbon. Và như các biết thì Daiso là một trong những thương hiệu rất là tên tuổi, được sử dụng rất là nhiều rộng rãi trên thị trường châu Âu và những cái đội team đua chuyên nghiệp. Đây là cái mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em, dòng đốt cao cấp. Rất nhiều bác hỏi em về dòng xe đua cao cấp tên tuổi thì đây về một chiếc Daiso Daiso sánh ngang những cái dòng xe đạp như Castle Line, Atwood hay Carondel, một thương hiệu rất nổi tiếng. Và bây giờ xin mời đánh giá của mình chiếc xe. Vâng, các bác thể lên trên màn để tìm hiểu thêm về cái mẫu bay dòng xe đốt bay Daiso. Website chính hãng của dòng Daiso riêng bác nhé. Xe đến từ thương hiệu Italy. Đây là website chính hãng của Daiso, Daiso.com này các bạn. Rất nhiều các website chính hãng của Daiso và những model cao cấp có thể lên trên mạng tìm hiểu thêm. Mà cái mẫu model Daiso này hiện tại thị trường Việt Nam là chưa có cửa hàng chính hãng nữa nhé. Đây là toàn bộ xe đều nhập từ châu Âu. Các bạn lên trên mạng để tìm hiểu thêm. Đây là website chính hãng của Daiso, được sử dụng rất nhiều trong những đội đua chuyên nghiệp. Vào trên bùn đó, đây là cái mẫu dòng full carbon, dòng đốt bay cao cấp bên em mới về. Đây là cái mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em, đến từ thương hiệu Ý, Daiso. Với tông màu chủ đạo tông màu đen carbon, điểm chỉ đỏ và trắng trên khung xe. Đây là tông màu chủ đạo của những dòng xe đạp thể thao rất nổi bật. Nghe các bác thể nghe từ Daiso thường phải chú ý đến những cái dòng phụ kiện của Daiso rất là cao cấp. Thì đây là một chiếc xe nguyên bản full zin Daiso theo xe. Được trang bị với màu tông đen full carbon, carbon vân đá nhé. Đó là nhìn cái ánh màu vân đá này, khi ra lắng nó nhìn chiếu vào có màu vân đá rất lạ mắt, rất đẹp lắm. Những bác mà đạp xe chuyên nghiệp, đạp bán chuyên nghiệp đã từng nghe qua cái thương hiệu Daiso rồi, một trong những thương hiệu rất nổi tiếng bên Ý. Phụ kiện của Daiso rất là đắt luôn. Website của Daiso cũng là dành riêng cho các bác mua phụ kiện kèm theo chính hãng cho cao cấp. Em về một chiếc Daiso nguyên bản full carbon, những cái dòng xe Castle Line hay là Carondel, Java thì bên em về rất là nhiều, nhưng mà riêng cái dòng Daiso trên thị trường Việt Nam cũng rất là hiếm. Các bác phải trong cái bộ đạp xe đua của team rất là ít, rất là ít, rất là hiếm thấy chiếc Daiso xuất hiện trên rồi rất là ít. Đây là chiếc xe nhập khẩu chính hãng rồi đây nha, Daiso full carbon phổ quốc như đông chính hãng của Daiso. Xe trang bị thêm với tay lắng ngả, các bác đạp xe nhé, các bác mệt bỏ nó phải ngả tay mấy lần trước. Đây là một chiếc xe bộ mặt sinh nhật đã qua sử dụng, người chơi người ta lắp vào để đi những cung đường xa hay là nghỉ của quốc kỳ đông chính hãng của Daiso. Nguyên bản theo xe. Và nói thêm là thị trường Việt Nam mà chưa có một cái cửa hàng đại lý nào chuyên cung cấp về Daiso. Đây là một chiếc xe nhập khẩu chính hãng riêng, còn rất xa chính hãng ở bên nước ngoài luôn, đến từ thương hiệu ở Ý. Xe sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của UTG ra, Shimano UTG ra. Trong một trường hợp của xe road bike thì gần như là thùng cuối rồi. UTG ra là trên cả 1.5. Sau mỗi URA nữa là bộ cuối cùng của dòng xe đua. Bên phải em có được bộ tay lắp chính hãng của UTG ra. Đằng trước sử dụng với cụm phanh ba mảnh chính hãng của Shimano UTG-RA.
càng chính hãng của Daiso, càng carbon, vân đá nhìn rất là đẹp, ánh nắng nhìn rất là đẹp. Đằng trước sử dụng với Mayer vành cặp của Token, Mayer vành cặp cao cấp lắm nhá, dòng Road Bike. Đây là thương hiệu khá nổi tiếng về dòng xe đạp và thể thao phụ kiện. Đó, ở trên mạng để tìm hiểu thêm, rất là nhẹ. Token đó nhá, thương hiệu Token, vành Mayer trước là thương hiệu của Token. Lốp chính hãng, lốp của Victory, lốp siêu nhẹ, lốp cao cấp. Các là chơi xe đạp thể thao thì thường được sử dụng những lốp Victory, chuyên được sử dụng trên những xe đội đua chuyên nghiệp. 700 x 25 cc, lốp cơ bản, gầm lốp 3 xe đua. Mayer trước sau là của Token. Ở dưới gầm xe, cái thông số chính hãng của xe đạp Daiso các bạn có xem. Đây là cái mã số vạch chính hãng của Daiso luôn, của nguyên zin. Giá bình lớp carbon các bạn có xem. Xe chụp được chạy với bộ dây sườn cao cấp. Đây là một cái mẫu xe mà được sử dụng rất là nhiều rộng rãi trên thị trường châu Âu, dành cho những đội đạp đua chuyên nghiệp. Gạt đĩa của Shimano UTG-RA, bùi đĩa của Buray. Buray là dòng bộ chuyển động cuối cùng của dòng xe Road Bike đua rồi. Buray cũng như cao cấp nhất của dòng xe đạp thể thao đua Road Bike. Bedan Shimano, bedan cá rất là nhỏ, 2-3 đốt ngón tay thôi, rất là nhỏ gọn. Thường được sử dụng làm xe đua chuyên nghiệp này, người ta sử dụng với bộ bedan cá để cài giày của Shimano chính hãng luôn bản theo xe. Bùi đĩa đu đây, học yên chính hãng của Daiso với nhá, học yên Daiso luôn này. Qua quá trình sử dụng nó hơi bị mờ một chút thôi, nhưng mà vẫn nhìn cái chữ Daiso ở trên cổng yên xe. Yên cao cấp này, yên Piso logo carbon Pro 2.0, yên hiệu cao cấp luôn nhá, yên chính hãng luôn Piso logo, yên chính hãng, yên cao cấp sử dụng với cổng yên Piso logo carbon. Đằng sau sử dụng với cụm phanh bao mảnh chính hãng của Shimano UTG-RA. Phủ đề sau là phủ đề Shimano UTG-RA, trang bị với 11 tầng lip, lip chính hãng của Shimano UTG-RA nhé, lip nguyên bản theo xe của UTG-RA, xích cũng là của UTG-RA luôn, xích Shimano UTG-RA nguyên bản theo xe, xích lip UTG-RA. Mayer sau cũng là chính hãng của Mayer bạc đạn, khối lổ của Token, Mayer hiệu cao cấp. Thì đằng sau được người sử dụng, được sử dụng vành carbon, vành đằng sau là vành carbon. Mayer trước sau là cùng Mayer của Token, còn đằng sau là vành carbon. Sử dụng lốp cặp chính hãng của Victory, lốp siêu nhẹ Pro 700 x 25 cc. Bây giờ xin mời các đứng của khung xe. Chào, chiều cao đứng là size 50, chiều ngang cũng là size 52. Đây là một trong sử dụng những chiều cao lý tưởng của các bác, đấy là người châu Á. Tầm 1m63 trên 1m7 đi vừa. Chào, sử dụng với 11 tầng lip, xích lip của chính hãng của UTG-RA lên lip này. Xuống lip, bộ chuyển động rất trơn tru mượt mà. Mayer bạc đạn khối lổ của Token, thương hiệu cao cấp. Vành sau được trang bị với vành carbon, với phải em mà đùi đĩa Buray, gạt đĩa UT xuống đĩa, lên đĩa. Một trong những cái dòng thương hiệu xe cao cấp rất là hiếm về anh em. Đầu tiên còn Daiso
rất đẹp luôn nhé, xe rất là hoàn hảo, dành cho bác ưa thích những dòng xe đạp cốt ba cao cấp. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe cao cấp đến từ thương hiệu Ý Daiso full carbon, và xe được sử dụng với bộ group UTG Rang, đùi đĩa Dura A, vành sau và vành carbon, và Mayer cặp vành chính hãng của Token, một trong những thương hiệu cao cấp nổi tiếng về làm đồ phụ kiện xe đạp rất là nhẹ. Yên xe của Pizu logo, yên carbon. Đằng trước có tạo được chủ cũ chơi thêm, cái bộ tay lắm mà nghỉ đằng trước rất là đẹp, cho bộ xe rất là tốt. Và 28,9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Quá là con thêm hệ qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Mời các bạn trên ngày mai.